Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 12 năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Mỹ thông báo thêm khoản viện trợ lớn nhất hơn 3 tỷ đô la cho Ukraine. Kim Jong-un thanh trừng một nhân vật chủ chốt trong đối thoại Mỹ-Triều. Chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình về việc cầm tù 18 nhà hoạt động. Báo chí Việt Nam không cho độc giả bình luận. Đại biểu Quốc hội lên tiếng. Gia đình nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của tù nhân chính trị tại trại giam số 6 Nghệ An và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Ngay sau khi Pháp và Đức xác nhận chuyển gia tăng hạng nhẹ cho Kyiv vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ cung cấp 50 xe thiết giáp Bradley cùng với nhiều loại vũ khí khác để giúp Ukraine chống xâm lược Nga. Tổng gói viện trợ lên đến hơn 3 tỷ đô la được coi là đợt hỗ trợ quân sự có giá trị lớn nhất mà Mỹ hứa từ trước đến nay. Khoản viện trợ mới gồm 2.85 tỷ đô la vũ khí trích từ kho của quân đội Mỹ và 225 triệu đô la đặt hàng từ các nhà công nghiệp quốc phòng. Cụ thể, Ukraine sẽ nhận được 50 xe Bradley loại M2A2 được trang bị pháo 25mm cùng với bệ phóng tên lửa chống tăng, chở được đội lái và thêm 6 quân nhân. Loại xe bọc thép Buxit này cũng có thể bắn tên lửa chống tăng Javelin đã được trang bị cho quân Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến chống Nga. Tiếp theo, còn có 100 xe bọc thép M113 vận chuyển quân, 55 xe bọc thép MRAP được thiết kế chống mìn và 18 khẩu pháo, nhiều trái phá, súng cối, tên lửa phòng không và súng ngắn. Bà Laura Cooper, trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về Nga của Lầu Năm Góc, nhấn mạnh Mỹ làm việc cần thiết để Ukraine có thể tiến thêm và chiếm lại lãnh thổ. Xe Bradley sẽ củng cố thêm năng lực của Ukraine tiến hành các cuộc thao diễn phức tạp trong gần như mọi điều kiện thời tiết và trên mọi địa hình, kể cả ở miền Nam và miền Đông đất nước. Dù không gồm các loại xe tăng tấn công mà Ukraine vẫn đề nghị phương Tây cung cấp, nhưng Tổng thống Zelensky đã không giấu vui mừng vì lần đầu tiên Ukraine nhận được xe bọc thép Bradley, những loại vũ khí mới cần thiết kể cả những loại có độ chính xác cao. Theo đài AFP, tính cả đợt viện trợ quân sự hơn 3 tỷ đô la lần này, Mỹ đã cung cấp cho chính quyền Kyiv 24 tỷ đô la kể từ khi Nga đưa quân chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trước đó, Pháp thông báo gửi xe tăng hạng nhẹ IMX-10AC, còn Đức gửi 40 xe bọc thép Marder cho quân đội Ukraine. Những quyết định này bị Nga lên án làm leo thang căng thẳng. Một nhà ngoại giao Ba Lan cho báo Wall Street Journal vào ngày 6 tháng 1 là Warsaw cũng đang nghiên cứu khả năng viện trợ cho Ukraine xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất. Tiếp theo là hãng tin Anh Reuters vào ngày 5 tháng 1 năm 2023 trích dẫn một số nguồn tin từ Seoul cho biết dường như cựu Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã bị xử tử. Đây là nhân vật từng đóng vai trò then chốt trong cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2018 và 2019. Reuters nhắc lại ông Ri Yong-ho không còn xuất hiện trước công chúng kể từ sau thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un Donald Trump tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2019. Trong cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh Hà Nội, ông Ri Yong-ho đã quy trách nhiệm cho phái đoàn Mỹ đòi hỏi quá nhiều. Còn những đề xuất của phía Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là thực tế. Tin báo Hàn Quốc cho biết nhân vật này đã bị thanh trừng. Báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun số ra ngày 4 tháng 1 năm 2023 trích dẫn một số nguồn tin ẩn danh cho biết cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã bị hành quyết. Tuy nhiên, Reuters lưu ý một thành viên trong Ủy ban Tin báo Hàn Quốc tại Quốc hội, ông Joo Sang-bum lại không xác nhận tin nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã bị xử tử. Lần cuối cùng, ông Ri Yong-ho xuất hiện trước công chúng là vào tháng 4 của năm 2020. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam liên quan đến chính trị. Báo chí Việt Nam không cho độc giả bình luận, đại biểu Quốc hội lên tiếng. Lần hiếm hoi có một đại biểu Quốc hội Việt Nam chính thức lên tiếng tại nghị trường vì các tòa soạn báo ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định tắc hạn chế bình luận của độc giả. Các cơ quan báo chí khó quản lý bình luận của độc giả nên hầu hết phải tắt bình luận. Không ai bình luận vào đó, bài có thể rất hay nhưng không nổi lên đầu các trang mạng như Facebook và như vậy. Sức ảnh hưởng, tác động hạn chế, pháp
Phát biểu của ông Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội, được báo Dân Việt vào ngày 7 tháng Giêng trích dẫn. Ông Nghĩa tiết lộ mạng xã hội Việt Nam được bình luận nhưng không đưa ra thông tin lên. Không được đưa thông tin lên, trang thông tin điện tử đưa thông tin lên nhưng không được bình luận. Sức ảnh hưởng do vậy sẽ hạn chế, trong khi các mạng xã hội nước ngoài không bị chế tài này. Chúng ta hãy đưa thông tin lên mạnh mẽ và sẵn sàng comment đa chiều để có sự cạnh tranh tích cực hơn, ông lại nhấn mạnh. Không rõ vì sao ông Đỗ Chí Nghĩa lại lên tiếng đòi quyền đưa tin các phản hồi cho các báo trong lúc này. Quyết định này được hiểu là do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông áp đặt trên cả trang web và Facebook của các tòa soạn. Theo giới quan sát, việc các bài khóa bình luận của độc giả càng triệt để hơn bên dưới các bản tin về quan chức ngã ngựa hoặc các thay đổi về nhân sự lãnh đạo của đảng và chính phủ. Ví dụ mới nhất là các bản tin về chuyện hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang thay ghế phó thủ tướng của ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Tuy được ghi nhận xem nhiều nhất trên báo Venice Press nhưng không hề có bất kỳ dòng bình luận nào của độc giả. Đây được cho là sự bất thường vì hầu hết các bản tin thời sự khác của báo này đều nhận được bình luận rôm rã từ độc giả. Quy định hạn chế bình luận của độc giả càng khắt khe hơn sau vụ báo Tuổi Trẻ Online bị Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đình bản 3 tháng và phạt 220 triệu đồng hồi tháng 7 năm 2018. Nguyên do là vì một độc giả để lại bình luận bị cho là gây mất đoàn kết dân tộc bên dưới bản tin, sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây của báo Tuổi Trẻ. Liên quan đến tù nhân chính trị, thưa quý vị, gia đình đã nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của tù nhân chính trị tại trại giam số 6 Nghệ An. Và bản tin chi tiết như sau. Mục sư Tinh Lành Đinh Diêm đã ra đi đột ngột. Người đang thi hành án tù 16 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ở trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Đinh Diêm được 61 tuổi, đột nhiên đau nặng vào tối ngày 4 tháng 1 trong phòng giam và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ sáng thứ Năm, gia đình được cán bộ trại giam báo ông đã mất. Bà Đinh Thị Sa, vợ của mục sư Đinh Diêm cùng với hai người trong gia đình đã vào Nghệ An để tham gia vào việc an táng ông tại nghĩa trang của trại giam. Bà cho Đài Á Châu Tự Do biết gia đình tới bệnh viện lúc 2 giờ đêm, nhưng 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 mới được nhìn thấy xác của chồng. Bà cho biết phía bệnh viện có tiến hành khám nghiệm tử thi cho dù gia đình không đồng ý. Bà nói về cái chết của chồng mình như sau. Họ giải phẫu, trên thi thể của ông có rất nhiều chỗ bị bầm, cổ chân bị bầm, đằng sau lưng có gạch ngang, ở cổ có bầm đen. Miệng thì há ra không được thấy vì họ băng vết thương ở trong miệng. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, họ sang báo với người nhà ông có vài thương tích nhỏ mấy cm đó. Ông bị dịch trong dạ dày. Bà nói gia đình rất nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của ông. Nói chung là ông không có đau bệnh. Đây là cái chết uổng khúc, cái chết lạ lắm. Bà cho biết sức khỏe của chồng mình trong thời gian gần đây rất tốt. Trong lần thăm gặp vào ngày 29 tháng 11 và trong cuộc gọi vào giữa tháng 12 vừa qua, ông rất vui vẻ vì một số bệnh về đường tiêu hóa đã gần như biến mất. Bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có quá ít thông tin về ông Đinh Diêm để đưa ra kết luận khách quan. Ông nói với đài AFP qua tin nhắn, với thông tin này, thông tin của bà Đinh Thị Sa cung cấp thì không đủ để phân tích hay bình luận gì cả. Lẽ ra gia đình phải mời thêm người có kiến thức y khoa cùng dự giải phẫu tử thi và quay video toàn bộ quá trình này làm chứng cứ. Còn mô tả chủ quan như vậy không đủ cơ sở khoa học và pháp lý để đưa ra kết luận khách quan. Chúng tôi gọi điện cho trại giam số 6 nhưng không ai nghe máy. Bà Sa nói tuy được chứng kiến khám nghiệm tử thi nhưng mọi người trong gia đình bà bị tịch thu điện thoại vì sợ họ quay phim và thu chụp hình. Nhà chức trách nói sẽ gửi cho gia đình kết quả khám nghiệm qua bưu điện. Trại giam số 6 nói với gia đình sau 3 năm họ có thể đến để cải tạo ông. Bà cho biết mục sư Đinh Diêm là tù nhân chính trị thứ 3 qua đời trong vòng vài năm trở lại đây trong trại tù được xem là hà khắc nhất Việt Nam. Theo nhận xét của nhiều cựu tù nhân lương tâm, năm 2019, cựu giáo chức Đào Quang Thực bị mất khi đã ăn thi hành án 13 năm tù. Và tháng 8 năm ngoái, nhà báo Công dân Đỗ Công Đương qua đời trong thời gian thụ án tù 8 năm cũng tại trại giam này. Ngoài ra, có một số tù nhân lương tâm khác cũng qua đời khi đang thi hành án ở nơi khác như ông Phan Văn Thu, mất ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai năm 2022, hay ông Đoàn Đinh Nam, mất trong trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ở tuổi 68 năm 2019. Việt Nam đang giam giữ hàng trăm tù nhân lương tâm trong điều kiện hà khắc. Nhiều tù nhân lương tâm phàn nàn với gia đình rằng họ không được chữa trị đầy đủ và kịp thời khi mắc bệnh hiểm nghèo trong khi chế độ dinh dưỡng nghèo nàn trong trại giam. Tiếp nối chương trình hôm nay là một ý kiến cộng đồng mạng. Mở đầu là châm biếm của nhà báo Nguyễn Tiến Tường đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 1 năm 2023 về vụ ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo
chỉ sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tình nguyện dọn rác sân Mỹ Đình, nơi bị cổ động viên Đông Nam Á gọi là bãi chăn bò ngàn tỷ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chỉ đạo tình nguyện. Thưa Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, báo chí đăng ông có gọi điện cho ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường Đại học Thể thao Thể dục Bắc Ninh, yêu cầu ông Phúc chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, sinh viên nhà trường tổ chức hoạt động tình nguyện để hỗ trợ làm vệ sinh cho sân Mỹ Đình. Để sân Mỹ Đình xấu xí, nhếch nhác và bẩn thỉu, trách nhiệm của quý bộ không thể nói là vô can. Sân Mỹ Đình cho thuê mỗi trận đấu ở AFF với giá là 800 triệu đồng, mức giá kỷ lục. Tại sao họ không thể tự quán xuyến lấy việc vệ sinh? Sinh viên đóng tiền để đi học hành, nuôi dưỡng trí thức và ước mơ của họ. Họ không phải là con tin của các mệnh lệnh bên ngoài giảng đường. Đã tình nguyện còn chỉ đạo, khó như vậy mà Bộ trưởng và Ngài Hiệu trưởng vẫn nghĩ ra được luôn ạ. Và sau đây là bài nhìn cung cách đối xử với khách du lịch tại Việt Nam từ tạp chí Nước Đức do Facebook Liên Hoa Đao chia sẻ trên trang Facebook Thiên Hạ Chuyện vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Nhìn cung cách đối xử với khách du lịch tại Việt Nam. Nhân viên sân bay Việt Nam lúc nào mà cũng khó đăm đăm. Sân bay thì nhếch nhác, cung cách phục vụ là một trong những lý do khiến du khách một đi không trở lại với du lịch Việt Nam. Ngành du lịch Việt Nam kém xa các quốc gia Á Châu năm 2022, nhất là Thái Lan. Tại Việt Nam, lượt du khách là 3.5 triệu. Tại Thái Lan, lượt du lịch trên 10 triệu, thu vào khoảng 14 tỷ Mỹ Kim. Nhìn người, ngẫm đến ta. Nhìn cung cách đối xử với khách du lịch tại Việt Nam. Đó là ý kiến của bạn đọc Nguyễn Đức. Bạn đọc Đức kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. Mấy năm trước tôi bay qua Mỹ, máy bay quá cảnh tại sân bay Narita của Nhật 3 giờ đồng hồ. Tôi rảnh nên đi lang thang tham quan trong sân bay. Đi đến đâu, gặp nhân viên sân bay. Từ cô lao công đến anh an ninh sân bay, họ cũng được họ chào hello và thank you. Và trước khi khách lên máy bay, toàn bộ phi hành đoàn, tất cả nhân viên an ninh khu vực đó đã xếp một hàng dài, cúi chào sâu và gửi lời cảm ơn tất cả hành khách sau đó mới lên máy bay. Tôi có ấn tượng quá tốt với những hình ảnh đầy tính nhân văn này. Trong khi đó, nhìn lại ở sân bay của chúng ta thì thật buồn như lời bạn đọc Tuấn Trần kể lại. Tôi từng chứng kiến hình ảnh nhóm du khách châu Á vì quên cái phiếu boarding pass nên khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất đã thẳng thừng gắt "Get out of here" mà không hướng dẫn hay hỗ trợ gì cho khách cả. Cùng chung phản ánh nhưng nhìn ở góc độ khác, bạn đọc Eric cho rằng không thể hiểu nổi đến thời buổi này mà hệ thống máy tính Việt Nam sử dụng ở sân bay vẫn còn cũ kỹ chậm chạp. Nội việc chờ đợi truy xuất dữ liệu để hải quan đóng dấu không thôi cũng mất quá nhiều thời gian, nói chi là hệ thống tự động ở các nước khác. Còn thái độ của nhân viên sân bay thì ôi thôi miễn bàn, gần như thái độ của nhân viên sân bay an ninh đều rất tệ trong mắt người dân Việt Nam, chứ đừng nói chi là người nước ngoài. Còn trình độ năng lực và tư duy giải quyết vấn đề thì mỗi người là một kiểu nhưng đa phần là tệ, bạn đọc Eric viết. Do đó, bạn đọc có nickname là PX Dương kết luận, chỉ cần vài chuyến bay hạ cánh cùng một lúc là lập tức khách phải xếp hàng từ 1 đến 1.5, 1 tiếng rưỡi để làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Xin lỗi, ai người ta muốn đến nữa? Và sau đây là ý kiến của bác sĩ Võ Xuân Sơn về bé Hạo Nam rất khó hiểu. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tôi đã định không viết về vụ cháu Hạo Nam vì không nắm hết các thông tin. Tuy nhiên, đến hôm nay thì lại thấy có khá nhiều thông tin làm cho tôi không thể hiểu cách cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp này. Cháu Hạo Nam có bị rơi vô ống trong lòng cọc hay không? Theo những thông tin, cho rằng có người đã thả dây kéo cháu lên và khi kéo lên được khoảng 1 mét thì cháu bị rơi xuống. Cha cháu cũng xác nhận là cháu còn kêu la khoảng 10 phút trước khi im bặt. Với bấy nhiêu thông tin, và nếu những thông tin đó là thật, thì khả năng cháu Hạo Nam bị rớt vô lòng ống trong cọc là có thật. Tuy nhiên, những thông tin đó đều dựa trên lời kể của một số nhân chứng, nhưng không có bằng chứng khách quan. Bằng chứng khách quan duy nhất là đoạn clip ghi lại vụ cháu Hạo Nam bị rớt xuống lỗ. Thế nhưng nếu xem kỹ, thì thấy ống kính ghi lại hình ảnh này không ổn định, bị xê dịch nhiều khi đang ghi hình. Câu hỏi đặt ra là ai đã ghi hình ảnh này? Nếu là camera an ninh được để cố định thì tại sao nó lại xê dịch khi đang ghi hình? Liệu có ai đó cầm máy quay hoặc điện thoại quay clip mà không cứu cháu rồi bây giờ sợ quá không dám ra mặt? Mà nếu có người cầm máy quay thì tại sao họ lại quay cảnh này vào đúng lúc cháu Hạo Nam rớt xuống lỗ? Hay đây là clip được cắn xét dựng lại hoặc dàn dựng hoàn toàn?
Theo lời kể của một nhân chứng, khi cháu Hồ Nam bị rơi xuống lúc kéo lên được 1 mét, người ấy còn nghe tiếng rớt vào nước. Để có thể buông tay và rơi tự do một đoạn dài để nghe được tiếng nạn nhân rớt xuống nước, thì ống trong lòng cọc phải rất rộng so với cháu bé. Câu hỏi được đặt ra là độ tin cậy của lời kể của các nhân chứng có cao không? Nếu chuyện có tiếng động được cho là bé Hào Nam rớt xuống nước là thật, thì hoặc là lòng ống rất rộng, hoặc bé Hào Nam rơi vô cái gì đó khác, chứ không phải rớt vô lòng ống cọc đường kính 25 cm. Và từ đó cậu hỏi liệu, câu hỏi liệu công tác cứu hộ cứu nạn có thực hiện đúng tại cây cọc mà cháu rớt xuống hay không? Bây giờ đến chuyện cứu hộ, tôi nghĩ việc xác định cháu Hào Nam có bị rớt vô ống cọc mà đơn vị cứu hộ cứu nạn đang dự định kéo lên mặt đất không có gì khó khăn. Lòng ống rộng 25 cm, đủ để có thể đưa nguồn sáng, một bóng đèn hoặc là một cái đèn pin cũng được. Camera xuống để xem, nếu gặp nước thì có thể đưa ống hút nước, hút bùn lên. Thậm chí có thể cho bộ ống bơm nước làm lỏng sinh để hút đất lên, cho đến khi thấy cháu hoặc tới đáy cọc. Điều hết sức khó hiểu là tại sao đơn vị cứu nạn không làm việc đơn giản ấy, mà làm những việc phức tạp hơn nhiều và tuyên bố cháu đã tử vong khi chưa thấy xác của cháu. Điều khó hiểu thứ hai là vào thời điểm cách đây vài ngày, khi ống thép bao quanh cọc có đường kính 1.5m được đưa vô, rồi đào bóp đất xung quanh cọc đến độ sâu 23m, và sau đó là thêm nữa, có thông tin là chỉ còn 5m nữa là tới 36m, tức là đạt độ sâu 31m. Và nếu cho rằng do dây camera ngắn thì tại sao không tháo các đoạn cọc bên trên ra để thực hiện việc tìm kiếm, xác định xem cháu có ở trong lòng cọc hay không? Điều khó hiểu thứ ba là việc tuyên bố cháu đã tử vong, trong khi còn chưa xác định được cháu có ở trong lòng ống hay không, và chính xác là chưa thấy xác của cháu. Điều gì đã thúc đẩy chính quyền phải vội vàng kết luận cháu đã tử vong, bất chấp nguyên tắc tối thiểu là phải thấy xác hoặc mảnh thi thể có dấu hiệu nhận diện tin cậy, hoặc xác định DNA đúng là của cháu? Càng khó hiểu hơn nữa khi có thông tin cho rằng vị phó chủ tịch tỉnh người đưa ra tuyên bố cháu đã tử vong là bác sĩ. Điều khó hiểu thứ tư là mặc dù tuyên bố cháu họ Nam đã tử vong và cho rằng tuyên bố như vậy để thay đổi cách cứu hộ, vậy tại sao đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tuyên bố cháu đã tử vong, chỉ còn có mấy mét thôi mà không đào tiếp được, không nhổ cọc lên được? Hoặc nếu không thể đào tiếp được, tại sao không cắt cọc để xem cháu có bị kẹt trong đó hay không? Thực sự thì câu chuyện chung quanh vụ bé Hạo Nam hoàn toàn là những điều cực kỳ khó hiểu. Và sau đây là chấm điểm của Facebook Cầu Kim Trần. Dùng sinh viên tình nguyện làm vệ sinh, sân vận động Mỹ Đình, Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch đang diễn hài. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 1. Để sân Mỹ Đình xuống cấp đến nỗi xôn xao cộng đồng mạng, lên cả báo chí ngoại quốc là một lỗi nặng mà đáng lẽ ông Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Du lịch phải bị cách chức nếu không tự ý từ chức. Đến nước này mà ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vẫn chưa thấy được tầm mức lớn của việc trùng tu sân Mỹ Đình như thế nào, thì không biết trình độ của ông ở đâu. Nhìn những hình ảnh trên báo cũng đủ thấy là cần cả một đội ngũ của một công ty lớn vài chục người làm cả tháng để dọn sạch sẽ, trùng tu sân cỏ, chưa chắc đã xong. Chứ bắt sinh viên đi làm vệ sinh thì được tới đâu, bao nhiêu ngày, nghe thật là hài. Chỉ là chuyện phủi bụi lấy tiếng thôi. 405 tỷ trùng tu đợt SEA Games, rồi 800 triệu tiền thuê sân của Liên đoàn bóng đá trả cho một trận đấu là để phục vụ đội bóng và khán giả qua những dịch vụ như cung cấp cho họ một sân chơi sạch, đẹp. Số tiền ấy đi đâu? Hai các ông bỏ túi hết rồi, bây giờ huy động sinh viên tình nguyện làm không công cho các ông. Các ông không có tiền, không có quyền quệt số tiền đó của khán giả và không có quyền lợi dụng sinh viên vào các việc mà đáng lẽ ra chính các ông phải làm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hãy ngưng làm những việc quái gở. Hai, mà hãy làm tròn nhiệm vụ của mình ở chức vụ bộ trưởng của ông. Nếu không, ông nên từ chức. Tiếp sau đây là chấm biếm của Facebooker Hồ Ngọc Bảo Linh, đường sắt cao tốc Thành Hồ đi Cần Thơ, giác vàng hay sao? Nguồn Facebook Hồ Ngọc Bảo Linh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân Lê Ngọc Công vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Mới đây, tôi có đọc trên báo Tuổi Trẻ một bài khảo sát và tính toán sơ bộ từ Ban Quản lý Dự án. Giá để xây dựng 174.4 km đường sắt cao tốc với tốc độ 190 km mỗi giờ từ Hồ Chí Minh đi Cần Thơ là 9 tỷ Mỹ Kim, 213.948 tỷ đồng, một con số làm tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Đây là một ví dụ trong ảnh về đường sắt cao tốc mà bạn dễ mường tượng. Tuyến đường sắt cao tốc do tàu cộng xây nội địa từ La Sa
Thủ phủ Tây Tạng Dinchi dài 435 km, vượt qua 47 đường hầm, 121 cầu vượt. Chi phí xây dựng là 5.6 tỷ Mỹ Kim, với chiều dài hơn gần 1.6 lần và địa hình núi non hiểm trở và cao độ. Tuyến đường sắt cao tốc Lhasa nêu trên rẻ hơn 38% so với dự toán của tuyến đường sắt Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, chưa tính trượt giá sau khi xây dựng còn cao hơn. Liệu người ta đặt câu hỏi, với việc xây dựng ở đồng bằng ít đường hầm, tuyến đường sắt Hồ Chí Minh đi Cần Thơ dự toán bao gồm cả giáp vàng à? Tuyến đường sắt Ven Sơn Lào đi Công Minh dài 409 km với giá xây dựng cũng chỉ 6 tỷ Mỹ Kim với địa hình núi non và hiểm trở. Vừa rồi là một ý kiến của đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quan ta với bình luận của blogger viết từ Sài Gòn có tựa đề Đất nước có bao nhiêu bé Hào Nam, đăng trên trang blog AFA vào ngày 5 tháng 1. Mời quý vị cùng theo dõi. Đất nước có bao nhiêu bé Hào Nam? Vụ việc cho bé Thái Lý Hào Nam bị tuột chân vào đường ống cọc nhựa bê tông và sau 4 ngày cực lực cứu hộ, tính mạng của cháu Hào Nam vẫn không được cứu. Cuối cùng, đại diện lực lượng chức năng phải tuyên bố cháu bé đã chết. Và cho đến ngày thứ 6, việc tìm kiếm thi thể xấu số của cháu bé vẫn mịt mờ. Điều này tự dưng khiến tôi rùng mình, nghĩ đến những số phận Hào Nam mịt mờ trên đất nước này. Lực lượng cứu hộ bé trai 10 tuổi, nạn nhân rơi xuống trụ bê tông từ ngày 31 tháng 12 và được thông báo đã tử vong vào ngày 4 tháng 1. Đến ngày 5 tháng 1 vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân và đưa lên mặt đất, nên phải trưng cầu ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước. Truyền thông nhà nước loan tin, theo đó vào sáng sớm ngày 5 tháng 1, công tác cứu hộ phải tạm dừng vì gặp phải từng địa chất đặc biệt. Lực lượng chức năng phải hội ý khẩn cấp để trưng cầu ý kiến của giới chuyên gia trong và ngoài nước về cách giải quyết các tầng địa chất, phương pháp cứu hộ hiện có thay đổi và làm theo cách tháo các khớp nốt. Lần lượt đưa các đoạn ống lên thay vì đưa toàn bộ như dự tính trong mấy ngày qua. Truyền thông nhà nước tin vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 12 khi cháu bé 10 tuổi tên Thái Lý Hạo Nam cùng một số bạn trong xóm đi vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt sắt. Khi thấy bạn Nam bị rơi vào trụ bê tông, các bạn đi cùng hô hoán để người lớn đến cứu nhưng bất thành. Khoảng 300 người đã được huy động cùng nhiều phương tiện để cứu cháu bé. Trích nguyên văn từ đài AFA. Câu chuyện cháu Hậu Nam bị tai nạn trở thành đề tài nổi sóng suốt mấy ngày qua. Người ta đặc biệt quan tâm theo dõi. Từ quán ăn nhỏ trong xóm đến quán cà phê, đến bất kỳ nơi nào khác, người ta đều bình luận, chép miệng, xót thương, trách cứ nhà thầu, thậm chí là luận tội nhà thầu đã sơ suất để thiếu trách nhiệm. Đội cứu hộ đã bưng bít thông tin. Có 1001 kiểu bình luận. Nhưng người ta đã quên mất một điều, trên đất nước này mỗi ngày chỉ ít cũng có vài số phận na ná hoặc giống như là bi thảm hơn cả Hậu Nam. Số phận của những đứa bé hậm hiu, nghèo đói và có thể chết bất kỳ giờ nào. Số phận của những đứa bé đi học trong mùa đông giá rét. Cái lạnh cắt da cắt thịt ở những trường dân tộc nội trú và bữa ăn của chúng chủ yếu là cơm trắng bởi khẩu phần ăn đã bị vị hiệu trưởng đáng kính của chúng cắt xén bằng mọi giá. Cái cổng trường và phòng học của chúng có thể sập bất kỳ giờ nào và đã có những cái chết thương tâm bởi sập cổng trường. Số phận của những Hào Nam trên đường đi nhặt ve chai, bán vé số, vấp ổ gà, ổ voi và chết tức tưởi. Chẳng có lời xin lỗi hay lời ai điếu và đơn vị thi công vẫn cứ lạnh lùng, nhơn nhơn làm việc, bất chấp lời kêu than, thậm chí phẫn nộ của người dân. Bởi công nhân thì vô trách nhiệm, họ cũng tự thấy họ là nạn nhân của bóc lột và họ thờ ơ. Chủ thầu thì bất chấp, miễn sao rút cho đủ tiền từ ruột công trình để vừa làm giàu vừa chung đủ cho thế lực chống đường. Và nếu có sơ suất nào rủi ro gì thì đã có người chống lưng mà chạy tội. Cái thời đại người ta dùng quyền lực để mà đe nẹt, hà hiếp và đạp qua nỗi đau đồng loại để mập lên, trơn láng và tự mãn. Số phận của Hào Nam trong xã hội này có thể nói rằng nhiều vô kể. Thế nhưng, đâu phải ai cũng may mắn trong đau đớn như Hào Nam. Tôi biết, trong giờ phút này nói một cậu bé bị tuột chân xuống hố cọc nhồi sâu gần 40 mét và chết ngạt đau đớn, từ người thân cho đến mọi người đều đau đớn như Hào Nam may mắn là quá vô cảm. Nhưng thực sự, Hào Nam còn may mắn hơn nhiều, rất nhiều so với rất nhiều Hào Nam vô danh trong cuộc đời này. Bởi chí ít, cái chết của cậu bé cũng đánh thức được lương tri xã hội, mặc dù động cơ của đôi bên có sự trùng lập đáng sợ. Sự trùng lập này nằm ở chỗ bế tắc truyền thông nhà nước. Nghĩa là suốt 3 năm nay, truyền thông nhà nước đang ngày càng tê liệt và khủng hoảng niềm tin nhân dân bởi sự thật từ dịch cúm tàu với những gì truyền thông loan tin là một trời một vực. Trong khi đó, đời sống nhân dân đang ngày càng khủng hoảng. Sự khủng hoảng niềm tin nhân dân từ suy sụp kinh tế là quả bom nổ chậm, có sức công phá kinh hoàng với chế độ.
Thế nên, các buổi tế thần của chế độ ngày càng mạnh tay và lễ vật thêm phần nặng đô. Một mặt, tế lễ hai con dê to lớn là hai phó thủ tướng được xem là được lòng dân và tạo thiện cảm với giới trí thức nhiều nhất để xoa dịu những tổn thất tinh thần tập thể của nhân dân. Mặt khác, phải tạo ra những cú hích thông tin nhằm đánh lạc hướng mọi thứ để người ta quên bớt, giảm bớt khó khăn. Nghiệt nổi, mùa World Cup năm nay cũng không có mấy người dân mất nhà vì cá độ và mức độ nhảy cầu cũng không cao. Hơn nữa, các đội cứu hộ trong nhân dân tự phát cũng đã nhiều và người ta cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện chết chóc kiểu lạc nhách này cho mấy. Nên thông tin truyền thông Việt Nam vẫn chưa có trái bom nào để phá tan cái lạnh mùa đông trong dịp sắp Tết này. Thế rồi, đùng một cái, xuất hiện câu chuyện đau lòng vỡ cô bé Hà Nam. Vậy là về mặt nhân đạo, đây là cơ hội để tạo ra mối thiện cảm của nhân dân với nhà nước, quân đội, lực lượng được huy động tối đa, mặc dù ngay từ đầu dường như người ta đã biết rằng cậu bé chết chắc. Bởi với suy luận của một người bình thường, không phải chuyên gia, người ta vẫn biết rằng với tiết diện 25cm sâu 35m thì lượng oxy dưới đáy âm kia sẽ vô cùng thấp, không đủ để đốt một ve diêm. Và khi một con người rơi xuống đó, hoảng loạn, mắc kẹt, thở dốc và đốt oxy nhanh chóng trong vòng vài giây, sau đó ngạt thở, chết, đau đớn, quằn quại. Thế nhưng, mặc dù người ta thả các phương tiện máy móc xuống mà vẫn không biết cậu bé còn sống hay đã chết, đến 4 ngày sau mới công bố chết, vì thời gian 4 ngày là thời gian vô cùng quan trọng cho việc khác của truyền thông. Về 4 ngày đó, hình ảnh, cảm xúc, trách nhiệm, sự ngưỡng mộ và cả lòng từ thiện được bày tỏ trước thế giới. Cha mẹ của Hạo Nam có thêm căn nhà mới được an ủi, thế giới thấy rằng tính mạng con người được đặt lên mức hàng đầu. Việc giải cứu bé Hạo Nam chẳng khác nào giải cứu binh nhì Ryan có mọi nỗ lực và mồ hôi. Đó là Việt Nam, chính phủ, nhà nước và quân đội trong con mắt thế giới. Còn trong con mắt của người Việt thì sao? Ít ra trong sâu thẳm của con người, sự xót thương, lòng thương cảm dành cho cậu bé xấu số, nhà nghèo cũng giúp người ta xoa dịu bớt nỗi đau trong chính tâm hồn của mình. Người ta nhìn thấy rằng, so với cha mẹ Hạo Nam, nhà của họ cũng còn lớn hơn nhiều. So với bé Hạo Nam phải đi nhặt từng thanh sắt vụn bán kiếm 60.000 đồng mà nộp học phí lớp võ, con của họ còn may mắn hơn nhiều. Lời an ủi vô thức này khiến cho người ta thấy ấm hơn, mãn nguyện hơn và dễ dung thứ, dễ chịu đựng, dễ ngậm đắng nuốt cay hơn. Đây là một trái bom thả ra đúng lúc, rất đúng lúc và tạo được hiệu ứng vô cùng lớn của chính phủ. Không chừng nếu có trái bom, thông tin này sớm hơn một chút, lực lượng cơ động của bộ sẽ không cần phải huy động vào Sài Gòn như đã làm. Nói cho cùng, trong đau đớn thì cô bé Thái Lý Hạo Nam vẫn còn rất may mắn so với hàng triệu trẻ em nghèo trên xứ sở này. Bởi chỉ ít, cái chết thương tâm của em cũng đánh thức lương tri của hàng triệu người và giúp hàng triệu người nghèo được an ủi, bớt tủi thân, giúp cho mẹ em có thêm chỗ che mưa, che nắng và che cả những giọt nước mắt của họ sau này. Tiếp nối một dòng vấn đề của anh ta hôm nay là phê phán của giáo sư Nguyễn Đình Cống đang trên trang Tiếng Dân vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 về việc Đảng Cộng sản Việt Nam chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá. Tôi từng nghe giáo sư Phan Đình Diệu lúc đó là đại biểu Quốc hội đã nói đại ý rằng lãnh đạo của Việt Nam tự gây ra khó khăn, làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản, phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng của đảng, của dân chỉ để nói tránh bản chất của sự việc cai trị đất nước. Tôi không tìm được văn bản, chỉ thuật lại theo trí nhớ, đại ý là như vậy. Thực ra tôi biến điều nghe được thành nhận thức của mình và trình bày theo ý mình. Tôi nhắc đến giáo sư Diệu với lòng tôn trọng bậc đàn anh đã công khai nêu ra nhận xét để mọi người tiếp tục suy nghĩ. Nhà nước Việt Nam thời gian qua và hiện nay thực chất là độc quyền đảng trị. Nếu tôn trọng sự quang minh chính đại mà công nhận sự thật như vốn có, thì nhiều chuyện đang rất khó khăn, phức tạp, trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần công nhận A là A, là chính nó với bản chất vốn có, nghĩa là danh thực tương đồng, thì mọi chuyện liên quan sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng lại cho A là B vì muốn che đậy bản chất của nó bằng dối trá, thì sẽ làm phức tạp vấn đề lên chưa biết đến đâu. Để che A, cần tạo ra B khác A. Ban đầu người ta nhầm, nhưng rồi sớm hay muộn sẽ lộ ra B là dối trá. Để che B, cần tạo ra dối trá C, cứ thế tiếp tục cần tạo ra dối trá sau để che lấp dối trá trước. Gần đây, có việc miễn nhiệm hai ông phó thủ tướng thay bằng hai ông mới. Mà quyết định đã giải quyết xong, chỉ cần công bố cho toàn dân biết. Vì công bố này, nếu công khai nhà nước độc quyền đáng trị thì chỉ cần một người làm trong vài phút với chi phí vài triệu. Nhưng để che giấu bản chất độc tài phải nói dối là nhà nước dân chủ, để hợp thức hóa tự dân chủ. Dối trá phải tổ chức hai hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội. Rất nhiều người phải bỏ công bỏ việc quan trọng để dự họp,
tiêu tốn nhiều sức lực và một khoản tiền khá lớn, có thể đến hàng trăm tỷ. Trong hai cuộc họp ấy, người ta còn thảo luận vài điều lặt vặt khác chưa cấp bách, chẳng qua thực hiện một trong 36 mưu kế của Tôn Tử mà thôi. Đó là kế thuận tay giắt dề, cũng chỉ để che đậy sự dối trá về dân chủ giả hiệu trong bầu cử quốc hội mà phải tốn hàng chục triệu ngày công, hàng chục ngàn tỷ đồng. Đó là những lãng phí năng lượng của dân tộc rất lớn. Nhưng cái nguy hại không dừng lại ở sự đại lãng phí mà còn hủy hoại đạo lý bằng cách gieo mầm và vun xới sự dối trá từ thượng tầng nhà nước. Câu hỏi, tại sao người ta cần sự dối trá như thế? Xin mời độc giả trả lời. Sẽ rất hay nếu có được vài giải thưởng cho những câu trả lời tốt nhất. Vừa rồi là một những vấn đề quan ta. Tiếp nối chương trình là một câu chuyện Việt với phím luận có tự đề Tù Tây và Tù Ta của nhà văn Tưởng Năng Tiến, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tù Tây và Tù Ta, cũng như Các Bụi Chân Ai, tác phẩm chiều chiều rất được công luận quan tâm, cùng không ít những lời tán thưởng. Nguyễn Sĩ Đại, Tô Hoài sinh ra để viết. Đặng Tiến nói, ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp đến chiều chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 55 đến năm 70, về những sai lầm trong chính sách cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc. Hoàng Khởi Phong thì nói, Các Bụi Chân Ai là một tác phẩm có nằm trong lĩnh vực phản kháng hay không, khoan hãy xét tới. Nó là một tập hồi ký nên chỉ có vấn đề trung thực hay giả dối là quan trọng. Nó đã được viết như một lời thi thầm trong bóng tối, những lời thật thà mà vì sợ hãi quá lâu không dám nói to. Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói thật. Huống hồ Tô Hoài là một nhà văn, lại có tài, tôi hoàn toàn và tuyệt đối không dám nghi ngờ chi về tài năng của ông. Chỉ có hơi nghi ngại và thoáng chút ngỡ ngàng vì dăm ba câu chữ thôi. Phùng Cung bị bắt khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng, đã tàn. Tôi không thể tưởng tượng ra được một Phùng Cung thế nào mà bị bắt. Lại hơn 10 năm sau, chập tối một người bước vào cửa, dáng ủ rũ, mặt tái ngoét, không phải Phùng Cung mà là cái bóng Phùng Cung trên tờ giấy tẩy trì mờ mờ. Phùng Cung phải không? Tôi đây, con sống về được à? Cũng không hiểu tại sao anh ạ. Phùng Cung hỏi tôi, anh có biết tôi phải giam bao nhiêu năm? Không biết. Vâng, 11 năm tù biệt giam. Đã tù lại biệt giam, lại bệnh lao, thế mà không chết rủ tù. Nửa thế kỷ sau khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng, nhưng sự hậm hực của Tô Hoài về những đồng nghiệp không may xem chừng vẫn chưa yên ắng lắm. Lối viết cường điệu theo tiêu chuẩn của thời bao cấp xem ra cũng không thay đổi chi nhiều. Thói quen người Mỹ, bữa ăn thịnh soạn nửa đêm có món thịt gà tây như ta, tiết ong táo cúng cá chép. Thế mà những năm ấy, nhiều làng hai bên sông Đuống, hợp tác xã đã chuyển ruộng cho các xóm khác để chuyên nuôi gà tây. Đến áp Noel, hàng đoàn sa tải số biển đỏ của quân đội về lấy gà. Gà tây đem cho tù binh Mỹ ăn Tết. Trời, chỉ có vài trăm tù binh Mỹ thôi đó mà hàng đoàn sa tải về lấy gà cho tù binh Mỹ ăn Tết. Ăn uống kiểu đó đó thì bội thực chết chắc, chắc chết, chứ sống gì nổi cho nội. Phong phong của một ngòi bút lớn viết vào lúc cuối đời, con người sắp chết nói lời nói thật, mà sao cứ xen xoét như một anh cán bộ tiên huấn hay một chị bí thư chi bộ vậy đó. Mà đại tá Trần Trọng Duyệt thì đúng là bí thư chi bộ trại Hỏa Lò, và miệng lưỡi của ông rõ ràng nghe có thơm thớt thật. Trên thế giới có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta. Đó là nhờ truyền thống khoan hồng và nhân đạo có từ hàng ngàn năm trước của dân tộc ta. Đó là trích lời, nguyên lời văn của ông. Chưa hết, quý ông nhà báo còn thêm mắm thêm dặm muối cho câu chuyện Hỏa Lò được thêm phần đậm đà và hấp dẫn. Để thay đổi không khí cho các tù binh đã phải ở trong trại lâu ngày, được sự phối hợp giúp đỡ của công an Hà Nội và an ninh quân đội, ban chỉ huy trại còn có nhiều lần tổ chức cho các tù binh đi tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng của thủ đô Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, công viên Lenin, Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, Viện Bảo tàng Quân đội, nay là Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai. Để bảo đảm an toàn cho những vị khách đặc biệt này, ta đã cho phép các tù binh ăn mặc như khách du lịch, cũng cơm lê, cà vạt, giày đen vân vân. Trích Đặng Văn Hương và Nguyễn Văn Tường, cuộc sống thường ngày của tù binh Mỹ tại Hỏa Lò hơn 40 năm trước. Trong báo Người đưa tin vào ngày 8 tháng 10 của năm 2013, thì cái là quá đã và quá đáng. Cũng bị giam giữ tại Hỏa Lò vào cùng thời điểm, nhưng sinh hoạt của một người tù Việt Nam là hoàn toàn khác. Chả thấy ổng được mặc cơm lê, đeo cà vạt và đi tham quan lần nào cả. Hắn cởi truồng nằm trong xà lim, thiếp đi vì nóng và choàng tỉnh vì nóng. Người hầm hập mồ hôi toát ra,
Hắn nhổm dậy nhìn vết mồ hôi in thẳm trên những tấm ván lim thành hình một bộ xương người. Tiêu chuẩn nước tắm của mình, nửa lít bớt ra từ khoảng nước uống, nhúng khăn mặt vào ca, lao từ mặt xuống cổ, lao từ cổ xuống ngực, xuống bụng, dắp nước khăn mặt rồi khoanh tay đập đập vã vào lưng. Rồi lao xuống bạn xuống chân, cho đến khi cái khăn mặt nóng lên thì vác nước đi, vác vào cái nắp bô vệ sinh để ngửa cho khỏi bắn nước bẩn vào bô ra ngoài. Rồi mới nghiêng nắp cho nước chảy vào bô. Cái thứ nước vắt ấy nâu nâu, đen đen, đặc nhờ nhớt. Bô đầy thì vắt nước lên tường xà lim cho nước vào tường cũng thấy người dễ chịu. Còn dễ chịu vì lúc tắm là lúc không để ý tới thời gian xà lim. Tắt qua đi mà chẳng tra tấn được mình như mọi lúc. Nhưng không bao lâu đã lại hầm hập, không thể tắm nữa, còn phải dành nước để uống. Trích chuyện kể năm 2000 tập 1 do câu lạc bộ Tuổi Xanh Westminster California xuất bản của Bùi Ngọc Tấn. Mà Bùi Ngọc Tấn vốn xuất xứ là một gia đình thuần cộng và chỉ bị tạm giữ để điều tra phục vụ cho việc xử lý nội bộ thôi đó nha. Ông không hề bị xét xử vì bất cứ tội danh nào. Chứ còn cái thứ Ngụy Quân can tội cầm súng chống lại nhân dân cỡ như Phan Nhật Nam á, thì mới thiệt là mát trời ông địa. Những ngày dài suốt thời gian từ ngày 7 tháng 9 năm 81 đến 29 tháng 5 năm 88, tôi chỉ ao ước được đưa bàn tay ra khỏi khung cửa sổ nhà giam để xem gió mát như thế nào. Thôi, bác Nam à, chuyện từ thế kỷ trước lận, nhắc lại làm chi cho má nó khi. Vả lại, đảng và nhà nước đã dũng cảm và quyết tâm đổi mới toàn diện lâu lắc rồi mà. Bây giờ mọi sự chắc đã hoàn toàn khác trước. Không dám đâu nha. Facebook Trịnh Thị Thảo, thứ nữ của bà Khấn Thị Theo đã lên tiếng vào ngày 2 tháng 7 năm 2021, báo động về tình trạng cả gia đình của mình bị ngược đãi đây nè. Gia đình tôi mới nhận được tin là từ trại tạm giam công an Hòa Bình đang biệt giam mẹ tôi Khấn Thị Theo. Hiện tại miền Bắc Việt Nam đang là mùa hè, thời tiết nắng khủng khiếp, có hôm lên tới trên 40 độ C. Trong buồng giam có thể nhiệt độ lên đến 45 độ C. Vậy mà trại giam không có quạt điện, buồng giam thì đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Mẹ tôi có dặn các bạn buồng bên cạnh mẹ tôi là nếu thấy mẹ tôi đập cửa buồng giam thì hô hoán cho mẹ tôi đi cấp cứu, đủ để thấy tình hình sức khỏe của mẹ tôi đang vô cùng nguy hiểm. Em tôi là Trịnh Bá Tư cũng đang bị giam giữ cùng chỗ với mẹ tôi. Hiện tại tình hình của em Tư cũng có thể tương tự giống mẹ tôi. Anh tôi là Trịnh Bá Phương đã kết thúc giai đoạn điều tra theo luật thì luật sư có thể vào gặp được. Vậy mà hôm qua luật sư vào gặp thì phía trại giam Hỏa Lò nói và xin ý kiến của bên viện kiểm sát. Các ông Cộng sản Việt Nam luôn nói với quốc tế là tôn trọng nhân quyền, mà các ông đối xử với các tù nhân một cách tàn độc như vậy. Mẹ, anh và em tôi chỉ lên tiếng trước bất công của chế độ, mong muốn góp tiếng nói của mình để đất nước tốt đẹp hơn thôi mà. Nói thế thì chả lẽ các ông Cộng sản Việt Nam lại là những người kỳ thị, phân biệt đối xử giữa tù Tây và tù ta chăng? Cũng không dám kỳ thị đâu. Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhé. Xin trích dẫn một câu, chỉ là một câu thôi, trong hồi ký Hỏa Lò của Thượng nghị sĩ John McCain. Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh, họ liên tục hăm dọa, mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng. Tay ta gì á thì cũng chích bà với chúng ông ráo trọi. Vừa rồi là một câu chuyện Việt, tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài bình luận có tựa đề Ủy viên Trung ương rụng như sung trong năm con hổ của nhà báo Nguyễn Hùng, đăng trên trang blog VOA vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi. Ủy viên Trung ương rụng như sung trong năm con hổ. Đại dịch Covid đã tạo ra những con cò béo trong vụ nâng khống giá các bộ thử trong vụ Việt Á và tham nhũng lan tràn, khiến nhiều đại sứ mất chức và thậm chí bị bắt giam trong vụ bay giải cứu. Nhưng vì sao có những con cò đó? Với hai ủy viên trung ương còn gọi là Trung ủy Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị rụng đúng ngày gần hết năm 2022. Cả thảy 8 trung ủy đã bị cho ra khỏi cơ quan ra quyết định đầy quyền lực của Đảng Cộng sản. Ông Minh và ông Đàm mất mọi chức vụ về phải về hưu theo quyết định của một bộ cuộc họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà thông cáo được truyền thông công bố rộng rãi. Vị trí phó thủ tướng của hai ông cựu trung ủy đã được Quốc hội bãi miễn vào ngày 5 tháng 1 và cùng ngày đã có hai nhân vật lên thay. Tôi gặp ông Đàm hồi cuối thập niên 90, lúc đó làm báo Việt Nam. Và khi đó ông mới là chuyên viên ASEAN ở văn phòng chính phủ. Từ lúc đó ông đã nói với tôi, ông có nhà cho thuê để trang trải chi phí trong cuộc sống và có thể tập trung vào lo chuyện quốc gia. Vậy mà quốc gia giờ chẳng còn muốn ông lo chuyện gì nữa và quyết định cho ông nghỉ hưu ở tuổi 59. Đương nhiên người ta nói bởi vì ông Đàm muốn thế. Cả ông Minh cũng vậy. Người ta nói ông có nguyện vọng cá nhân rời khỏi Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và ghế phó thủ tướng.
vải thưa nào che được mắt thánh của nhân dân. Ai không biết hai vụ lùm xùm Việt Á và Ba Giải Cứu, hay ông Minh và Đàm mất vị trí trung ủy muộn tới mức danh sách những người bị loại khỏi ban chấp hành trung ương trong năm 2022 của trang tin VN Express không có tên hai nhân vật bị thất sủng mới nhất này. Bài tổng kết vào ngày 21 tháng 12 của VN Express chỉ nêu có 6 người. Thế mà họ đã bảo nhiều gấp rưỡi số người bị đẩy ra khỏi trung ương của cả hai nhiệm kỳ 5 năm của Hội Đại hội 12. Trong khi đó, nhiệm kỳ của Đại hội 13 còn tới tận đầu năm 2026. Liệu còn bao nhiêu trung ủy nữa bị cho vào chiếc lò không bao giờ thiếu củi trong 3 năm tới? 6 nhân vật khác bị đá ra khỏi cơ quan quyền lực của Đảng Cộng sản về vụ Việt Á, bao gồm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang. 3 nhân vật đầu tiên trong danh sách 6 người cũng đã bị khởi tố và bắt giam. VN Express nói một trung ủy khác bị phế truất trong năm 2021, đó là Bí thư Bình Dương Trương Văn Nam. Như vậy, cả thời đó có 9 ủy viên trung ương bị loại khỏi nhóm 200 đảng viên đầu bảng của đảng. Đại dịch cúm tàu đã tạo ra những con cọ béo trong vụ nâng khống giá các vụ thử trong vụ Việt Á và tham nhũng lan tràn, khiến nhiều đại sứ mất chức và thậm chí bị bắt giam trong vụ bay giải cứu. Nhưng vì sao có những con cọ đó? Tại vì nước đục thì béo cọ. Chiếc lọ có thể quay được nhiều cọ nhưng chẳng bao giờ làm được nước trong. Đảng luôn hô hào dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Nhưng với báo chí luôn của đảng thì dân biết gì mà bàn. Có bàn cũng chẳng báo đảng nào dám đăng. Còn chuyện dân kiểm tra ư, dân nào muốn tan cửa nát nhà và mất cả mạng như đảng viên lão thành Lê Đình Kình ở Đồng Tâm những ngày này 2 năm về trước. Tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài thơ Thế thời, thời thế của Facebook Nguyễn Quốc Việt chia sẻ vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Thế thời, thời thế, bài thơ này đã sáng tác qua việc đã có ý là muốn đổi tinh bột bắp thành tinh bột ngô. Ông Nguyễn Quốc Việt đã sáng tác bài thơ như sau. Từ nay không còn con heo, chỉ có lũ lợn được leo được trèo. Lục bình phải gọi là bèo, mập bảo là béo, dùng keo thay hồ. Người yêu cấm gọi là bồ, dễ thương phải gọi là đồ đáng yêu. Canh ngót thì gọi là nấu riêu, ăn xài dùng chữ chi tiêu, rạch sòi. Ốm nhom thì gọi là gầy còi. Bảo xem không được nói coi truyền hình, không được ngó chỉ được nhìn, nói cáo không được bực mình nghe chưa, không được gạt chỉ có lừa, không làm ẩu chỉ làm bừa thế thôi, không có tệ chỉ có tồi, cái vá phải gọi là môi cho lành, đậu xanh biến đổi thành đổ xanh, không dành cơ nghiệp chỉ tranh cơ đồ, bột bắp thay bằng bột ngô, xuồng ghe đều phải xếp vô chung thuyền, chính quyền thay thế chánh quyền, bệnh thay cho bệnh, chiếm liền nhà thương, tên phố thay thế tên đường, hẻm biến thành ngõ, ốc nhường cho thôn. Hình như có thứ vận ồn, ở đâu cũng thế, chỉ tôm chữ L. Cũng may thơ vẫn là thơ, chứ buộc phải đuổi, tớ đờ đẫn luôn. Thưa quý vị, tiết mục Cuộc sống quanh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần phát sóng trên Facebook và YouTube. Mọi kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info@vietlive.tv. Thanh Tâm cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.